bị lai rồi. Trong đúng mì Quảng người Trung đâu. Ừ, này cô nấu nước nhiều nè. Khách ở đây thường người ta thích ăn nhiều nước. Ừ. Ta bảo này dễ ăn. Dễ ăn nhiều nước á, người ta thích. Cũng như bánh thì cũng như vậy đó. Nhưng mà ở thịt nè, với lại cô bán thịt bắp giò mà. Bắp giò với lại giò heo vậy thôi. Chứ không có tôm, không có trứng. Thường ở trẻ trẻ này thì bây giờ mấy bé quán ăn trộn nhiều hơn. Quán ăn trộn rồi cứ tới đây rồi ăn trộn. Mì Quảng trộn. Cô tên Yến, năm nay 50, cô bán mì Quảng, 736, xẹp 31, các mạng tháng 8, phường 5, Tân Bình. Sáng hả, cô bán 6 giờ, đến 10 giờ, 10 rưỡi sáng, chiều thì 2 giờ rưỡi đến 6 rưỡi, thứ 6 cô nghỉ, tuần nghỉ ngày thứ 6. Cái này là hồi trước chị của cô bán. Ừ, chị có cô bán xong rồi, chị cũng bán được mười mấy năm á. Giờ chị lớn tuổi, chị nghỉ bán rồi. Giờ cô bán từ cũng được 20 năm rồi đó. Ừ, cô bán 20 năm rồi. Cô chị mười mấy năm nữa, trước lúc đó luôn á. Cô người Bắc, mà nấu theo cái cu người trong đây nè. Nó bị lai rồi. Trong đúng mì Quảng người Trung đâu. Ừ, này cô nấu nước nhiều nè. Khách ở đây thường người ta thích ăn nhiều nước. cái nước đó là người ta kho á, thịt người ta kho á. Cái nước lèo này có chút ít à. Cái đó người ta hầm xương vô trong đó, người ta đưa có chút thôi. Cô hầm hết thịt ở đây luôn. Cũng như bánh thì cũng như vậy đó. Nhưng mà ở thịt nè, với lại cô bán thịt bắp giò mà. Bắp giò với lại giò heo vậy thôi. Chứ không có tôm, không có trứng. Ở đây thì cô xài thịt bắp giò thôi. Cái này thì nó có gân, nó ngon hơn. Thịt này, bắp nó có gân hơn. Cái này hả, quấn lóc xương, xong rồi quấn chỉ vào. Cô hầm, cho gia vị vô nhé. Gia vị bột ngọt, bột nêm với muối vào là trong đây cho nó đậm miếng thịt. Buổi sáng cỡ 10 rưỡi cô nghỉ. Cô nghỉ rồi bắt đầu cô hầm thịt làm đồ từ lúc trưa luôn á. Tại vì cái thịt này á, hầm mà bán liền không có cắt được. Nó còn nóng á, không có cắt được thịt. Phải để nguội xong rồi cho tủ lạnh. À, nó mới chắc là như vậy. Ừ, rồi mới cắt được. Chứ nếu mà luộc mà cắt liền là nát hết. Nát hết ra luôn. Nếu mà còn sống á, như thế này chắc là 6 lạng á. Mà hầm lên chắc còn chừng nửa ký hoặc là 4 lạng rưỡi. Cái này nó heo đó. 7 miếng, 8 miếng. Cắt dày quen rồi. Nhiều khi các bạn sao cắt dày quá. Cắt quen rồi nè, quen tay. Rồi cắt mỏng thì nó cắt chậm lắm. Cắt dày quen rồi chứ giờ cắt lại. Quá ăn nó không có giòn giòn sực. Cắt dày chút ăn nó có giòn giòn. Mì Quảng này có 3 màu. Cái này màu gạo lứt. À, màu gạo lứt. Màu vàng nữa. Màu vàng là màu nghệ á. Nghệ. Ừ. Màu trắng. Vậy thôi. Ở đây có 3 màu. Rau muống, xà lách với rau thơm với giá thôi. Đúng ra cái món này là chỉ có cải con với lại giá rau thơm. Nhưng mà có bán đây khách gửi tin như thế này nè. Nhiều bạn không biết ăn cái rau cải con. Ừ. Có mua xài rồi mà không ít người ăn quá. Ta cô xài luôn xà lách. Đúng rồi, nó dễ ăn hơn. Mì Quảng nước với mì Quảng khô. Thường ở trẻ trẻ này thì bây giờ mấy bé quán ăn trộn nhiều hơn. Quán ăn trộn rồi cứ tới đây rồi ăn trộn. Mì Quảng trộn. Không có giò thì cô bán 30. Còn giò với lại thịt thì cô bán 35 ngàn tô. 35-40 tùy khách muốn kêu nhiều. Thì thường 30 với lại 35 thôi. Chỉ còn bánh tráng. Bánh tráng thì cô chiên. Chiên chứ không phải nướng. Nó mềm béo lắm. Khách người ta thích ăn này.
trẻ cũng có đủ hết, lớn tuổi cũng có, tùy nhiều lắm, trẻ trẻ như thế này cũng có, lớn tuổi năm mấy sáu mấy cũng có. Thấy không biết không hỏi, nhưng mà thấy ta ăn xong người ta vẫn ghé lại, vẫn ghé lại thường xuyên. Dạ dạ đúng rồi, khách quen nhiều, bán lâu rồi khách quen, với khách bán lai cũng nhiều, chiều có bán khách bán lai nhiều, người ta đi làm về á, ta ghé ta ăn. Tại thấy khách thích ăn cho, nhiều khi mình cho ít quá người ta xin thêm nữa, mất công đó, đưa lần luôn. Tại cái công mình làm đấy rồi, đâm ra thôi cho dư ra 1 tỷ. Chứ cho ít khách lại xin nữa, rồi bán đông á không kịp lấy rồi, rồi thôi kệ, cho nhiều nhiều người ta ăn lúc vậy luôn. Bán đắt hàng với lại khách quay trở lại á, ăn lần xong ta ghé lại ta ăn tiếp á, thì bán mà khách quay lại ăn tiếp á thì thấy được rồi đó. Có khách nào mà ăn hai ba tô không? Có. Có khách sáng ăn rồi chiều ghé ăn tiếp. Ừ, rồi đấy. Có. Đúng rồi, ta khoái vị nè. Ngồi trước chị của cô bán đông lắm. Ừ, thế rồi sau là giờ hàng ăn nó nhiều quá. Hàng ăn ra nhiều quá, cạnh tranh xong người ta cũng món này món kia vậy đó, cũng bớt khách đi. Bây giờ thì cái lượng khách cũng ổn định rồi, bán lâu cũng ổn định, ta ăn tên rồi.